Hello anh em nha, lại làm Thành Bến Tre đây anh em ơi. Lời nói đầu tiên chúc em nhiều sức khỏe, hoàn thành công trong cuộc sống nha. Anh em chưa đăng ký kênh, bấm nút đăng ký follow kênh để cập nhật nhiều video hơn từ bên em Thành Bến Tre nha, để xem được những clip của em Thành quay hàng ngày nha. Bên em Thành 7 chỗ rất là nhiều, còn hơn 20 xe 7 chỗ. Nhưng xe này là giá rẻ nhất tại cửa hàng của em ngày hôm nay, đời 2.5, dây 8 chỗ ngồi, gia đình chạy rất là im, anh chị xe gia đình không taxi dịch vụ nha, bao xài bao chạy nha. Hôm nay em Thịnh về được khá là nhiều dòng xe, anh em qua lựa, qua lái thử, qua chạy thử nha anh em ơi. Đó, 7 chỗ rộng rãi, 4 mâm 4 vỏ mới nha, 4 cái vỏ còn rất là mới, sơn si còn rất là mới và đẹp luôn. Anh em về sẵn đi Tết nha, 4 cái vỏ về cui rồi đó, cui về làm về gầm bể phủ gầm hết rồi, anh em về đi thôi. À, phần mới à? Sao anh, cái đèn nào anh? Lộc có đặt, anh đặt mua chứ đây không có liền. Đặt mua á. Phơm dáng đẹp quá trời luôn nè anh em. Để nó chụp đây cho, nó chụp lại đặt mua. Phơm dáng đẹp quá trời, biển Sài Gòn đó nè anh em ha. Đó. 8 chỗ ngồi rộng rãi anh chị nha. Đó, trần rất đẹp nè, trần riêng theo xe, được trang bị hai dàn lạnh nha. Âm thanh nghe nhạc máy lạnh đầy đủ, phơm dáng ok, chạy sướng giá rẻ, kêu chỉ riêng, không lỗ, không taxi, không dịch vụ. Đó, xe gia đình. Dòng này thích hợp cho anh em nào mà làm biến đi bảo dưỡng bảo quản á, ít có thời gian á thì nên mua những chiếc xe này, tại vì những chiếc xe này chạy thì nó khá là bền bỉ. Anh em mua về anh em chạy 2-3 năm chưa chắc anh em để đi bảo dưỡng, chỉ thay nhớt nước là chạy thôi ha. Khó quá anh em ơi. Ê, cái này đang khóa cổ rồi anh em. Anh em đợi một tí nha. Này biết xe chìa khóa nào đang biết. Có một tay à, không có được rồi, anh em đợi em cái nha. Những cái dòng du lịch đó nó khó cổ anh em phải biết cách nha. Có nhiều anh em mua chiếc xe về bị khó cổ này, không biết hỏi em quá trời, hỏi ủa sao xe anh vô lăng nó bị hư em ơi, anh đậu xong cái giờ vợ cứ ngắt mà. Đó, vô lăng rất là đẹp anh chị ha, cực kỳ đẹp luôn nè, sang trọng lịch lãm nè, màn rôi luôn chạy rất là êm anh em ơi. Củ số gõ băng luôn anh chị ha, vô lăng nắp kèn rất là đẹp. Kính bấm trợ lực nhẹ anh chị nha. Giật cho vô cho nên mình xem phần tiếng máy nha. Dòng dây này nói chung nó chạy rất là bền, bao bền luôn. Bảo hành máy móc cho nên mình chạy 3-4 tháng vô tư nha. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu anh chị nha. Nói chung là anh chị mình qua xem là thích ngay, không có chỗ nào để chê được. Anh em nhìn hàm máy nè, hàm máy zin hết luôn anh chị, sùng chỉ cây chỉ zin hết nè. Có 135 triệu ở đầu ga anh chị. Một chiếc xe động cơ dây, máy 1.8, xương đầu xe đích green, xe gia đình, không taxi dịch vụ. Chất xe đẹp, anh em nhìn nè. Đẹp không anh em nhìn máy này đẹp nè, không? Kêu chỉ nè, kêu chỉ green hết luôn. Đấy, 135 triệu thôi, mà giá này còn giảm còn bớt nữa anh chị nha. Máy rất là êm luôn, bao dùng, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu nha anh chị nha. Đổi xe máy, đổi ô tô với anh em mình luôn. Anh em qua lựa chọn lái thử, chạy thử vô tư. Logo Toyota luôn nè anh chị ha. Đó, dòng này được cái này chạy ở bên, tiết kiệm xăng. Máy 1.8 từ hai nhiên liệu, dòng này 100 cây anh em mình chạy tầm khoảng chừng có 7 cho đến 8 lít rưỡi thôi. Rất là tiết kiệm hơn Innova nha. Anh em quan tâm thì liên hệ cho em qua số 0866 678 971 và 0833 33 3371. Đăng kiểm dài thòn luôn, 8 chỗ ngồi rộng rãi. Anh em thích thì liên hệ cho em nha anh em nha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh, bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video nha.